not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll share. Falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live for love, you, we'll have it all new. You look so beautiful. I could love someone the way that I love you.
thưa nội ngoại hai bên, và đặc biệt là bên nhà gái, hôm nay là được sự thống nhất của gia đình nhà gái và cũng nhà trai, chúng tôi nhà trai cũng đem lễ vật tổ chức để đến ông cho hai cháu, mong cho nhà gái nhận hộ và cho hai cháu được tổ chức được tốt hơn. Bên đó thì có những ông bà ta như thế nào thì mình theo cái đó, cũng có trầu cao hoa quả rượu để làm cái lễ cho nó hoành tráng và nó sẽ tốt đẹp cho hai cháu. Và bên nội ngoại của nhà cha xin thiệu, đây là bà nội của cháu Dương Vinh, bà ngoại của Dương Vinh, đây là mẹ của Dương Vinh, chị này cô Hồng của Dương Vinh, là chú Phúc chú ruột của Dương Vinh, bác dâu chị Mai, và cô mang áo hồng đó là dì ruột bên ngoài, và anh Minh đó là bên rể, là rể đầu của bên ngoài, và chú Phúc là bên rể, cô Thảo là cô ruột, rồi cô đông quá, cô Hạnh, cô Hạnh là cô Út đại diện lên chứ, rồi cùng bên đó thì xin nhà gái của nhà trai cũng xin giới thiệu tất cả ở đây nội ngoại bốn bên cũng đến đây để tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu. Mong nhà gái đáp lễ và giới thiệu để chúng ta cùng là thông gia với nhau. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể gia đình hai họ. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt họ nhà gái xin gửi tới toàn bộ quý vị lời chào, lời chúc mừng sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của các quý vị đã có mặt tại buổi lễ hai cháu mà. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác của cháu Hà. Vâng, bác. Và đây là chú Tùng, chú Xuân là bố mẹ của cháu. Vâng, thông gia. Bác dâu. Bác dâu, bác dâu. Tôi là cậu vợ của cháu Hà, cùng toàn thể anh em bạn bè thân thiết của gia đình. Qua ý kiến của ông đại diện họ nhà trai thì chúng tôi cũng hoàn toàn đồng ý và nhất trí, gia đình họ gái chúng tôi chấp nhận cái lời đi trong lễ đính hôn của ông nhà trai, và chúng tôi cũng xin nhận cái sính lễ của họ nhà trai tổ chức cho các cháu đi đính hôn. Vâng. Xin đại diện nhà trai cũng rất cảm ơn nhà gái đã chấp nhận và chúng ta cùng thống nhất để đến hôn cho hai cháu nó được tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn bác. Every letter, and you do things to me like they have never been done. A love like ours could last forever.
trai của chúng ta. Chúc hai con một đỉnh hôn và sau này sẽ hạnh phúc. Và con đi vào đi. Đi vào. Hôm nay là chính thức chúng ta đã là thông gia với nhau. Rồi xin mời bác đại diện bên nhà gái, tôi đại diện chú bên nhà trai. Chúng ta thông gia nếm một cái ly rượu hồng bên cho hai cháu. Xin chào. Vâng, bên nhà trai gửi lại một chút tiền vẽ. Tôi sẽ tôi nhận cái này. Vâng. Và tôi cho hai cháu để các cháu làm vốn. Vâng ạ. Cho hai con. Cho chàng vỗ tay mọi người ơi. Ok, ở bên nhà trai cũng có sắm lễ vật theo phong tục của người Việt Nam mình, hoa trầu rượu chè bánh trai. Mong nhà gái mình xin chấp nhận đại diện cho gia đình, tôi xin chấp nhận cái vàng này xin lễ của nhà trai. Cảm ơn. Stops turning, I'll still be here waiting.
chờ em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Cause I love you, love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear. I wanna hear you say I do.